nghe bảo lên nghe lớn nhỏ. Rồi cá vô giật anh em, tranh thủ anh em ơi, hồ cá đang ăn mạnh nha anh em. Phi vô hồng cũng đang lên mạnh nha anh em. Con thứ 11 rồi nha, sáng giờ hết bao nhiêu à? Cá lớn anh Dương cân à. Ủa sao tắt nước vậy? Bơm nước đi Dương. Dương, bơm nước. Rồi chấm lớn vô nghe anh em. Rồi biết rồi. Con thứ 15 rồi nghe anh em. Cá lên rồi ông Dương. Bên đây cũng mới lên con nghe anh em. Đó. Cá lên liên tục anh em ơi. Con nó lớn nhỏ Dương. Dương ơi, Dương, lớn nhỏ, con nó lớn nhỏ. Anh Bảo nè, thấy kéo quá trời, biết lớn nhỏ nè. Con 15 rồi. Con 14, 15 nghe anh em. Con quay trực tiếp với quay đi. Rồi cái vô giật anh em. Con anh Bảo bự ạ. Làm gì lượng quá vậy? Đây đây, đây cầm cho. Chó qua luôn, chó qua luôn. Ây da. Lên.
chạy dứa bay. Vô chưa? Rồi khỏi căng luôn, tí tẹo. Bây giờ ơi, ổng đâu ta? Anh trắng bảy cân hả? Hả? Anh trắng bảy cân hả? Không có, cái này nó nhỏ quá. Nào sao? Hả? Nhỏ. Đấy, con thứ 16 rồi đó. Con cá lớn đó giờ quậy quá. Rồi, con 16 nha anh em. Cá lớn rồi. Con lên liên tục nha. Đó, cá phi lên nha anh em. Phi diêu hồng hôm nay lên mạnh nha anh em, mấy ngày nay lên mạnh rồi. Cá mới châm thêm nữa. Lên ăn ào ào rồi nha anh em. Tranh thủ vào gọi là kiếm cá hay kiếm cảm giác nha anh em. Cá tiếp tục lên nha anh em. Chấm lên liên khúc luôn. Rồi, con thứ 18 nha anh em. Nổ à. À, tự. Rồi, hai con lúc luôn. Ê, cái đây. Cần bị gãy đọt rồi nha. Con tới 20 gãy đọt rồi. Gãy đọt cưng rồi. Bắt con tới 20 đọt bị gãy rồi nha, gãy đọt. Nắm đọt kéo vô. Không. Không. Thank you.
Anh sợ cấu gì? Đó. Anh sợ cấu gì nào? 35. 35 luôn hả? Ừ. 35 ai cho ngõ đây? Đang chỉ luôn thải thôi, chứ chưa đánh biết thôi. Uốn ngắn uốn đây. Nó cái hổng nó cứ lôi cái hổng thải à. Lớn nhỏ. Căng gì lớn. Căng gì lớn. Căng cả cái này. Còn đứa tí nó mọc ra nó. Thả ra ra đâu chịu chứ. Rồi dở lên. Đứa. Rồi. Con thứ 26 rồi anh em ơi, quá rồi, cá lên khủng khiếp rồi. Ở chấm lên tiếp tục nha anh em. Nhỏ lên. Cá lớn nha anh em. Rồi cá tiếp tục lên nha anh em. Chấm lên nữa con thứ 30 rồi nha anh em. Ông Dương ơi. Ông ra ông coi con cá kìa. Con cá mè sóc bụng kìa. Rồi. Con thứ 31 nha anh em. Rồi chấm đang lớn nha anh em. 31 con chấm rồi đó. Rồi con thứ 30 nha anh em. Hồi nãy con là con cá mè sóc. Chấm lên nè anh em. Chấm con thứ 30 đó lên nha. Lên con thứ 32 anh Tuấn nha anh em. Rồi, cá đã vào vượt nha. Bên kia gỡ rồi nha anh em. Con bên kia gỡ rồi. Bên này lên luôn.
bên kia gỡ. Cạp vào vợt đi nhanh em. Gỡ đi anh ơi. Rồi cá đã vào vợt cho anh em. Cá vào vợt đi nhanh em. Phải kiểm tra cá chú Dương kia. Cá bự nha anh em. Hả? Cá trắm. Trắm trắm. Ờ. Câu giải hả? Đâu có. Câu thịt mà. Bật cá lóc có được con nào đâu. Cá bự. Cá bự, cá bự. Cá bự. Cá lớn đó. Cao dài vậy. Rồi có thịt mà. Người ta bán là cá được đúng không? Ừ. Bốn mấy con. Sao vô được á? Lớn quá hả? Người ta không dám ép. Hả? Người ta không dám ép á. Chết mẹ đồ. Bạn đứng coi quay cái tôi lấy đồ cái. Có ăn đâu quay. Quay cái kia.
Vào rồi. Nhỏ mà. Nhỏ. Nhỏ gì? Đầu lưỡi. À. Hả? Cái gì? Bao nhiêu? 12 kg á. 12 cũng như 2 kg thôi. Chỉ ta mà. Ôi trời ơi. Sấy. Bóng bóng cái gì anh? Vào vườn nha anh em. Cá nhỏ hả? Rồi con 40 rồi anh em ơi. Mấy cá lên nhiều nữa rồi. Cá lên quá. Cả liên tiếp hai con mà một con vô rồi nha anh em. Con của anh này vào rồi. Đâu nhỉ? Đây. Bó rộng rồi. Anh này mới lên cả 11 ký 6 bàn. Đây anh này. Vào vợt nha anh em. Rồi con 45. Con thứ 45 nha anh em. Đây là riêng trắng không nha. Còn xa mè trôi không tính. Chết rồi không tính. Đấy là không tính. Cá trắng, câu cá trắng thân câu cá phi. Em chào anh Việt nhá. Anh Việt đây, hôm nay cá trảm hắn lên như được mua. Rồi, cá đã vào vượt nha anh em. Bự 6 mấy kỳ.
Đã vào vừa được nha anh em. Chú Dương ơi, sang bên cải kia. Bắt về mấy coi miệng nhá. Vượt nhanh em. Còn thứ 44 rồi. Còn thứ 44. Này cá lớn lên không? Này cá lớn lên nhiều quá. Hả? Này cá lớn lên nhiều quá. Lớn nhiều mà. Còn cá lớn không mà. Lớn rồi, mình vượt nhanh em. Còn nó mấy trăm con. Mày đừng chống vào giấy nha. Mẹ đi lúc tối về và hỏi đéo thấy đâu để chết mẹ. Chống gấp đôi chứ. Chống vào đúng chỗ. Tối về và hỏi đéo thấy đâu nữa. Ok, không anh. Tục, tiếp tục tục. Anh em ơi, con 48 lên nha anh em ơi. 48 con cá chấm đen rồi anh em ơi. Hôm nay bảo cá rồi anh em ơi. Cá lớn hôm nay lên nhiều. Lớn hôm nay lên có 20 con. Còn 48 nha anh em. Cá lên quá lên này, nhiệt quá. Quá nhiệt rồi anh em ơi. Còn 49 ngày năm. Phải biết câu cơ. Cái chó mà chạy lại thế. Rồi. Trắng này vậy? Được. Ý. Đen. Rồi. Đá không?